Wow. Kênh Bách à TV xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thời tiết cũng gần Tết rồi, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm mứt khóm đậu phộng mè, hay còn gọi là kẹo khóm đó. Các bạn nhìn nè, miếng mứt khóm của mình có màu rất là hấp dẫn ha. Mình sẽ có hương vị béo của đậu phộng mè, hương vị thơm của khóm và cay cay của rừng nha. Nếu như ngày Tết chúng ta có món mứt khóm này đãi cho bạn bè và người thân là rất là tuyệt vời luôn ha. Nè, miếng mứt khóm mình rất là béo ha. Mứt khóm của mình làm cũng rất là đơn giản thôi. Đây là không khí ngày Tết, chúng ta sẽ có món mứt khóm ha. Kết hợp với trà trong buổi trò chuyện với mọi người á là vô cùng vui vẻ và ấm cúng ha. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị ha. Đây là 1 kg khóm mà mình đã trừ cùi ra là 1 kg nha các bạn. Mình sẽ kết hợp thêm 400 g đường ha. À, khóm mình đã trừ cùi ra luôn rồi ha. Đây là 100 g mè trắng ha. Tùy theo các bạn sử dụng, chút nữa mình sẽ rang luôn nha. Đậu phộng là 250 g mình cũng rang luôn. 200 rừng và 1 quả cam ha. Đây là giấy gói kẹo nha. Mình mua ở tiệm tạp hóa á. Mình mua về mình tự cắt nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ gọt 1 quả cam á và mình sẽ vắt lấy nước của nó nha. Hương vị của cam á thì mình kết hợp với khóm á, nó sẽ ra một mùi rất là thơm. Và khi chúng ta thêm cam vào á, thì mứt của chúng ta nó lâu lại đường nữa mà có màu kết hợp rất là đẹp nha. Đây là khóm á, bây giờ mình sẽ sắc nhỏ lại rồi mình dùng có xay sinh tố á, mình xay cho nó nhuyễn nha các bạn. Mình xay nhuyễn thì khi mình xên mứt ra, mứt của mình nó rất là ngon nha. Tùy theo sở thích các bạn thôi à. Có bạn thì xắt nhỏ sợi nó lại. Như mình thì mình thích xay nhuyễn nó luôn nha các bạn. Đây là 1 kg khóm nha, mình vắt nó còn lại là cái sơ khóm. Bây giờ thì mình sẽ ướp với 400 g đường nha. Bây giờ mình ướp xong á, mình nếu như có nắng á, thì mình phơi khoảng 1 đến 2 tiếng. Còn nếu không có nắng các bạn có thể để trong mát khoảng 60 phút ha. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu sên nha. Đầu tiên á, là chúng ta sẽ dùng cái nước khóm á, chúng ta sẽ nấu trước, nấu đến khi nào nó gần cạn á, nó giật mực nước lại á, nó kẹo lại thì chúng ta sẽ bỏ xác khóm ướp với đường vào nha.
cơm của mình á, mình sẽ bỏ thêm gừng nha. Nó đã hơi đặc thì mình bỏ thêm gừng ha. Mứt của mình nó bắt đầu là lợi đường nè, mình sẽ thêm dầu cam vào nha. Mình sẽ thêm dầu nửa muỗng cà phê muối luôn nha các bạn. Mình bỏ muối vào cho cái mứt của mình nó đậm đà hơn á. Lửa nha các bạn, nó sắp lại đường rồi đó. Chút nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thử đường nha. Các bạn nhớ giữ cho nó nhỏ lửa nha các bạn. Nè, nó sắp tới rồi nè, nó sắp tới đường rồi đó. Bây giờ mình sẽ dùng một cái chén nước lọc ha. Mình sẽ bỏ vào đây một miếng khóm. Các bạn nhìn nè, miếng mứt khóm của mình á, khi nó bỏ trong chén nước lọc, nó sẽ không có tan ra, nó không gã, tức là đường chúng ta đã tới rồi. Chúng ta tắt lửa đi nha, rồi chúng ta sẽ thêm mè và đậu phộng vào ha. Mình sẽ chuẩn bị một cái sẩn ha. Mình sẽ lót giấy nến ở phía dưới. Mình sẽ thêm mè và đậu phộng. Mình làm mặt của mứt mình á, và là mặt dưới ha. Sau đó mình sẽ dích mứt của mình á vào trong cái sẩn nha. Rồi sau đó mình sẽ dùng giấy nến á, mình sẽ phủ qua trên. Rồi mình sẽ ép lại một lần thứ nhất ha. Rồi các bạn dỡ giấy nến ra, rồi chúng ta sẽ gãy mè và đậu phộng làm bề mặt của phần ở trên nhé. Nè, rồi chúng ta sẽ dùng giấy nến chúng ta ép lại một lần nữa. Các bạn ép cho thật chặt ha, thật là dẻ để cho miếng mứt của mình nó mới dễ cắt và rất là ngon nha. Là mứt khóm của mình nè, mình đã hoàn thành rồi. Bây giờ mình sẽ thử cái độ dẻo của mứt cho các bạn xem nha. Nè, mình bẻ cong vào nè. Đó, nó cong nè. Nhìn màu rất là hấp dẫn ha. Bây giờ mình sẽ bẻ thêm một lần nữa cho các bạn xem nha. Nè, rất là dẻo luôn nha các bạn. Thích cắt mứt theo kích cỡ như thế nào thì tùy sở thích mọi người ha. Bây giờ mình sẽ dùng giấy gói kẹo á, mình gói kẹo mình lại thì mình sẽ được bảo quản được lâu ha, mà khi chúng ta ăn cũng không có dính tay nữa.
bạn đã theo dõi video của mình nhiều lắm nha. Chúc các bạn sẽ làm được món mứt ngon.